chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Em xin chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Hôm nay An Thái Auto gửi tới mọi người một video ngắn giới thiệu tóm tắt sơ qua về phân hạng xe ô tô. Vậy xe ô tô có những phân hạng nào và chi tiết ra sao? Em xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Theo tìm hiểu và thống kê sơ bộ của báo VN Express tính cho đến nay, thời điểm hiện tại xe bao gồm 9 phân hạng A, B, C, D, E, F, S, M, G. Phân khúc A là xe mini, xe gia đình cỡ nhỏ, xe thường sử dụng động cơ dung tích dưới 1 lít và có 2 chỗ ngồi. Xe nằm trong phân khúc này sẽ có tốc độ nhanh hơn, việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. Khách hàng tại nước ta chủ yếu là những người mới mua xe lần đầu tiên, đặc biệt là phái nữ. Ưu điểm của những dòng xe trong phân khúc A là khả năng thích nghi trên phố với chiều dài cơ sở là 3400mm, giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái khi quay đầu xe trong các con phố, ngõ nhỏ tiêu biểu như Deumatis, Kia Morning, Toyota Viego, VinFast Fairy, Suzuki Serario, Hyundai i10. Phân khúc B là xe gia đình cỡ nhỏ như những mẫu xe của Ford Fiesta, Hyundai i20, Toyota Yaris, vân vân. Xe nằm trong phân khúc này thường sẽ có 3, 4, 5 cửa tùy thuộc vào từng phiên bản của từng hãng xe. Xe được đăng ký với 4 ghế chở được 5 người. Những mẫu xe hatchback có chiều dài tối đa là 3900mm, trong khi đó mẫu sedan có chiều dài cơ sở là 4200mm. Phân khúc B duy trì tốt lợi thế đi trên phố, những cải tiến về tốc độ trên đường, trường hoặc cao tốc, động cơ của nó từ 1.4 đến 1.6. Trong phân khúc C là phân khúc bình dân. Hạng trung trong phân khúc này, chiều dài cơ sở của xe 4250 đối với những mẫu hatchback và 4500mm đối với những mẫu sedan. Đây là mẫu xe phổ biến nhất trên thế giới hiện nay vì giá thành của nó không quá cao mà phục vụ cho các nhu cầu từ xa lộ, trên phố, nông thôn. Một số mẫu xe tiêu biểu trong phân khúc này như Toyota Corolla, Ford Focus, Honda Civic, Kia Forte, Chevrolet Cruze và còn nhiều dòng xe khác. Phân khúc D là mẫu xe bình dân cỡ lớn. Đây là mẫu xe 5 chỗ ngồi và có khoang hành lý khá lớn, động cơ mạnh hơn xe compact. Ở phiên bản cao cấp nhất, xe sẽ sử dụng 6 xi lanh, kích thước của xe tùy thuộc vào thị trường. Ở thị trường châu Âu, xe sở hữu chiều dài cơ sở thấp hơn 4700mm, trong khi đó Bắc Mỹ, Trung Đông hoặc Australia, chiều dài cơ sở của xe sẽ lên đến 4800mm, ví dụ như Ford Mondeo, Toyota Camry. Phân khúc E thuộc phân khúc xe hạng sang. Ở châu Âu và một số thị trường, phân khúc E dành cho những mẫu xe được đưa lên hạng sang trọng, bắt đầu từ Audi A7, Mercedes Class, BMW Serie 3 hay Lexus. Chiều dài cơ sở của xe làm trong phân khúc E có số đo tương đương với phân khúc D. Nhưng những năm gần đây do nhu cầu của thị trường, các hãng cũng tung ra một số mẫu xe với thiết kế nhỏ gọn hơn như A-Class của Mercedes hay A1 của Audi. Phân khúc F là phân khúc xe hạng sang cỡ lớn từ Audi A6, Mercedes E-Class, BMW Serie 5, Jaguar XF. Những mẫu xe làm trong phân khúc này thường có nội thất rộng rãi và động cơ dung tích lên đến 2.000 phân khối với trang thiết bị tối tân sang trọng. Nhưng trong phân khúc này còn có ngăn cách một bậc so với các đàn anh A8 Class hoặc BMW Serie 7, vốn thường được gọi là hạng sang cao cấp. Nằm chung trong phân khúc F nhưng các mẫu xe hạng sang cao cấp dài hơn và động cơ 6, 8, 12 xi lanh. Cao hơn hạng F là những mẫu xe siêu sang như những sản phẩm của Rolls-Royce, Maybach hoặc một số sản phẩm trực thuộc của hãng Bentley. Những dòng xe siêu sang này định hướng đến những khách hàng là những triệu phú, tỷ phú với mức giá của nó rất là cao. Tất cả các khâu lắp ráp thường được lắp ráp bằng tay và được nhận theo những đơn đặt hàng của khách hàng. Phân khúc S là xe nằm trong phân khúc compact thể thao. Xe thể thao như Grand Tourer, thể thao hạng sang với kiểu coupe hai cửa, hai ghế trước và hai ghế nhỏ phía sau. Xe mui trần Roadster, mui trần có hai chỗ ngồi và siêu xe đều thuộc trong phân khúc này. Có thể kể đến như BMW Serie 6, Mercedes CLK, Audi TT, Mazda MX-5, Porsche 911, Ferrari 458 Italia, Lamborghini, Galora, vân vân. Phân khúc M là xe MBV hay còn gọi là minivan. Đây là những dòng xe có chỗ ngồi có thể chở đến 8 chỗ ngồi, cao hơn xe gia đình, và xe MB còn tạo ra tầm quan sát tốt, có khoảng không gian nội thất rộng rãi, tiện dụng, có giá bán hợp lý. Đây là mẫu xe phần đầu xe của ngắn, thân xe dài, mui xe cao, động cơ thường sử dụng động cơ 2.0 và nó sẽ có cả số sàn và số tự động. Phân khúc G là mẫu xe SUV, là những mẫu xe có thể vượt qua những địa hình khó với hệ thống dẫn động hai cầu. Xe SUV có khoảng sáng gầm xe cao với thiết kế thân xe đứng thẳng kiểu hình hộp như BMW X5, Toyota RAV4, vân vân. Và một số mẫu xe bán tải có khoang chở hành lý lộ diện như mẫu xe Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Nissan Navara, vân vân. Em mong rằng những chia sẻ vừa rồi về phân khúc xe sẽ giúp cho mọi người một cái nhìn tổng thể và bao quát để đưa ra những sự lựa chọn cho anh em nào đang có nhu cầu tìm hiểu về những dòng xe. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Mọi người nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo mới nhất. Em xin cảm ơn. Xin chào.